Sắp đến nơi rồi em. Đây là nhà anh. Vào đi em. Nhà hôi thế. Bố ơi, con trai về rồi. Đây là bạn gái của con. Ui, chào cháu. Chào bác. Hai con ngồi đi. 2022 rồi còn ngồi bàn ghế này. Thôi con trẻ, bố anh tự tay làm đấy. Gỗ lim nên bền lắm. Hai đứa đói chưa? Khiếp, cơm này sao mà nuốt nổi. Bác xin lỗi, vậy cháu thích ăn gì? Hai người đi mà ăn một mình đi. Em sao thế? Em không muốn đặt chân vào đấy một lần nào nữa. Thôi hả, quay mùa. Thế à? Này.